theo trên HTV3 Dream TV. 11:30 những bài học vị. Zion, hãy tỉnh dậy đi. Một kho tự khổng lồ. Hỡi người được chọn, chỉ có ngươi mới có thể cứu được ta. Trước mắt, ngươi sẽ phải vượt qua những thử thách có thể trả giá bằng sinh mạng. Liệu ngươi có đủ dũng khí để giành lấy kho báu khổng lồ tại vương quốc mà Wanko hay không? Đẹp quá. Đón xem Nobita thám hiểm vùng đất mới, phát sóng lúc 20:30 Chủ nhật ngày 23 tháng 12 trên kênh HTV3 Dreams TV.